mọi người cho thầy xin 5 phút nữa được không? Tại vì nếu đứng dậy hết còn mình chỉ thầy cũng cô đơn quá. Dạ, cũng may mắn là có người quan tâm từng câu nói của mình để hỏi mình. Chứ anh Pháp Hòa đó, rồi một ngày anh giảng khắp nơi mà anh cũng có hàng trăm câu hỏi để rồi anh trả lời mà cũng khôi hài mà cũng thật lòng để mọi người từ đó mà hiểu Phật Pháp hơn. Thực ra thì như thế này nè, mỗi người nó có một cái hạnh mà mọi cái hạnh đều là nằm trong cái hạnh của Phật Pháp hết á. Thì chúng ta đi tu là chúng ta cũng có những hồi bảo chứ không phải là tham vọng. Những cái hồi bảo lớn nhất của cuộc đời chính là đắc đạo. Cái hồi bảo lớn nhất của cuộc đời chính là mình hết tham sân si để rồi mình đi qua cái lĩnh vực A-la-hán, mình đắc đạo. Thì cái hồi bảo đó chính là hồi bảo lớn nhất. Nhưng mà do mình sống trong cái thời kỳ này, người ta gọi là thời kỳ mạt pháp á, cái thời kỳ mà chúng ta ít thấy những cái bậc cao nhân, mà chúng ta toàn sống chung với những người bình thường. Vì mình gọi là dân gian nó có cái câu mà gần mực thì sao á, thì đen đó, thì gần đèn thì sáng. Cho nên là những cái người mà gọi là trí thức, những cái bậc và chân tu trong cuộc đời này là phải đem cái thời kỳ của Đức Phật vào trong cuộc đời của mình. Phải đem những cái ánh sáng từ bi trí tuệ của những bậc cao nhân từ hàng trăm năm trước vào trong thế hệ này để mình học. Họ phải tự mình tìm cách mà thân cận những cái bậc mà đã khuất. Và họ phải chịu tìm hiểu những con người đang tu bây giờ, ai là những bậc hiền triết, là họ học hỏi hết, họ tôn quý hết, họ cung kính hết. Bên cạnh đó là họ không để cho cái tâm của họ đố kỵ, ghen tị với những con người tài hoa hơn họ, là thứ nhất. Thứ hai là họ không để cái tâm của họ kiêu ngạo, kiêu mạn để khinh thường những người mà thấp bé hơn họ, thiếu đức hơn họ, thiếu tài hơn họ và trí tuệ sáng suốt không bằng họ. Họ luôn luôn khiêm nhường, thì đó là một trong những người cực kỳ thông minh. Họ mặc dầu sống trong cái thế giới giàn thao lẫn lộn, nhưng họ biết cách nâng cao giá trị tâm linh của họ lên. Nhưng ước mơ và hồi bảo thì họ không thực hiện được thôi. Như bản thân của sư thì sư cũng có ước mơ buông xả trong cuộc đời mình, không mới dướng mắt vào trong danh lợi tiền tài vật chất. Chúng ta có chùa cũng là dướng mắt, chúng ta có đệ tử cũng là dướng mắt. Quý vị thấy Pháp Sư Tịnh Không không? Pháp Sư Tịnh Không cả một cuộc đời không độ đệ tử, Ngài cũng không có làm chùa, nhưng mà Ngài chính là bậc thầy của thiên hạ, gọi là thiên nhân chư đạo sư. Thì đừng nói là Hòa Thượng không có tiền, Hòa Thượng có rất nhiều tiền. Khi mà Hòa Thượng nói Hòa Thượng muốn phóng sanh, thì trong vòng một tiếng đồng hồ Hòa Thượng muốn phóng bao nhiêu cũng được hết. Hòa Thượng nói nơi đó một ni cô đang làm chùa dở dang, Hòa Thượng muốn giúp đỡ cho ni cô đó trong vòng một buổi sáng thôi, đủ tiền để cho ni cô đó làm một ngôi chùa. Hòa Thượng có tiền lưu xuất từ tấm lòng của chúng sanh qua công năng tu học của Hòa Thượng. Cái cuộc đời của Hòa Thượng thì không bao giờ tham lam tiền bạc gì với ai. Thì mình ở trong cuộc đời này á, mình tu hành á, mình cũng làm chùa, làm chuyện, làm cầu, làm đường, bố thí, mình nhận sự cúng dường của bá tánh. Nhưng đừng nghĩ tiền đó là của mình, đó cũng là hồi bảo. Có những hồi bảo mình không thể nói ở đây. Trong những hồi bảo lớn nhất chính là giới định tuệ. Mà thật sự ra làm không được cũng là một khắc hội, là một cái sự thất bại ở trong bước đường tu hành của mình. Nói sư làm chưa được. Dạ, sư vẫn còn phiền não lắm. Như sư nói là sư nuôi các em là sư chấp nhận phiền não. Nên là mình coi phim, mình thấy ngài Quảng Lượng và ngài Tế Điên không? Hai con người đó đối lập với nhau, thì đó cũng là một bài học. Có những con người như Tế Điên đi vào trong kỷ viện để cứu một người kỹ nữ. Thời điểm đó là Tế Điên vô trong đó, ai cũng đâu có biết Tế Điên đi cứu người đâu. Nên Tế Điên bị phạt quá chừng, bị mắng quá chừng. Tu mà đi vô trong đó làm gì? Tới khi mình là một nhà sư mà mình đi cõng cái đứa bé trên đầu của mình. Thì tại sao cõng đứa bé trên đầu? Bởi vì đứa bé đó nó chưa được một tuổi nữa, mà mẹ của nó phải đi lấy chồng khác, mà mang thai,
mà chồng khác lại uống rượu đánh đập, mà lại không đem tiền về mà còn bắt vợ nuôi nữa. Cô này đã lỡ thêm một bước nữa, tin lầm vào người ta. Nếu không tin lầm vào người ta thì làm gì có cái câu hát là bởi tôi lỡ dài yêu lầm người ta, phải không? Có đó, có người yêu lầm, cho nên đành lòng phải đem đứa con đó vô chùa. Mà 7 tháng, 10 tháng, 1 tuổi á, là những đứa trẻ đó nó đã biết cảm nhận ai là người thân của nó rồi. Cho nên mà thả nó vô trong chùa, nó nhìn mấy sư cái đầu trọc lóc, không có một cọng tóc, mặc cái bộ đồ gì không giống ai, là nó sợ khủng khiếp lắm. Cho nên buộc lòng mình phải ẵm nó trên tay, ôm nó vào lòng và cõng nó trên vai. Nhưng mà trong luật của nhà Phật á, là tỳ kheo không được ngồi chung với lại người nữ, không được ngồi chung với mấy sư cô. Nếu mà phải ngồi là phải ngồi cách xa 2 đến 4 mét, không được ngồi chung với mấy vị chưa thọ giới tỳ kheo. Cho nên đó là nguyên nhân ngày xưa Ngài La Hầu La khi vô tu, Ngài La Hầu La đâu có được ở chung với mấy vị tỳ kheo đâu. Ở vỉa hè á, có một lần nó có một cơn bão, nó dông nó tới, nước nó ngập, có một con bản xà rất lớn luôn, nó đi theo cơn nước, nó đi vô cái nhà vệ sinh, mà cái nhà vệ sinh đó Ngài La Hầu La núp trong đó để tránh mưa. Tội kia chưa, là thái tử, là công tử đi tu đó, mà vô tu rồi ở về hè đó, có lúc đi khất thực không có ăn nữa, là tại vì luật của nhà Phật đó. Như bây giờ nhà sư này nhận con nít nuôi rồi đội con nít trên đầu cũng là phạm luật đó quý vị. Cho nên thầy của sư ngày xưa, Ngài đâu có cho sư nuôi trẻ đâu. Ngài rầy la sư dữ lắm, đến độ mà Ngài đưa sư lên núi ở luôn. Nhưng mà quý vị có tin vào nhân duyên không? Sư lên núi đó, là thầy sư cho rằng là lên trên núi là cắt đứt cái mối mà gọi là tầm sàm si đế đó. Thầy sư nói vậy đó. Bao đồng đi tu thì lo tu đi, nó nhận một đống con nít nó nuôi, phiền lắm luôn, ồn ào lắm luôn. Con nít nó quậy khủng khiếp lắm. Ví dụ mình đóng cái cửa nhẹ đi, không nó làm cái đùng cho mấy sư tức chơi. Nó cố gắng nó làm luôn, chứ không phải là nó không làm được. Bây giờ đi ngang qua cốc nhà sư đang ngồi thiền thì mình phải đi khẽ, nói nhẹ, nó cố gắng nó đi phạch 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 đó, làm gì nó. Mới đầu vô chùa thì nó sợ, ở chừng tháng hai tháng rồi nó quậy như cái gì, xòi mít nó bẻ sạch hết. Mấy sư ngại lắm, nên mấy sư đâu có cho thầy nuôi đâu. Nhưng mà đưa thầy lên núi nhốt thầy trên đỉnh, mà 6 tháng người ta đem tới, người ta cho thầy 15 đứa nhỏ, quý vị thấy không? Và sư ở 6 năm là tới 30 đứa nhỏ. Cái này là gọi là đã là nghiệp rồi, là ở chỗ nào cũng bị dính hết á, tránh không có được. Ngài Mục Kiền Liên á, thần thông như vậy đó mà bị người ta quánh chết luôn quý vị. Đâu có đơn giản đâu. Cho nên là sư đội đứa bé trên đầu, là sư nghĩ rằng là trong trường hợp này mình phải làm như vậy mới được. Hạnh nguyện của mình là phải giải thoát, là phải hết phiền não, nhưng phải làm cái việc này, phải cứu nó một đứa bé này. Bởi vì trong cái tinh thần Bồ Tát hạnh của Phật nói, dù xây chín bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Mình giúp cái đứa bé này nó được bình an, mà mình cũng giúp cho người mẹ nó được bình an, đây là cứu người. Còn mình từ chối mình bảo vệ cái việc tu hành của mình thì mình được bình an, nhưng trước mắt mình, sau lưng mình, người mẹ bế tắc trong đời sống, chồng đánh liên miên luôn, còn con cũng bị đánh luôn. Cái này á, là câu chuyện đã dẫn chứng trong đời sống tâm linh của Đức Phật rồi. Một vị tỳ kheo đó chấp nhận phạm giới để cõng một cô gái qua sông, nhưng sau khi cõng qua sông rồi thì tỳ kheo đó đã thả cô gái bên sông, bờ sông, vị tỳ kheo đó đi về. Cho nên vị tỳ kheo này là cứu người chứ không phải là đắm mê nữ sắc. Cho nên sư cõng cái đứa bé đó trên đầu thì bị bà Phật tử đó bà giận. Dạ, bà mắng sư đó. Bây giờ mà cụ đó, đứa bé này bây giờ đã đi lính rồi, đã đi lính và đang đi lính luôn, và cứ nhắn tin về thầy hoài luôn á. Đứa bé đó chính là ngày xưa bà cụ đó, bà cứ mắng sư hoài tại sao cõng đó trên đầu. Nhưng mà chỉ có những người làm cha làm mẹ mới cõng con trên đầu, đúng không? Mà mình làm thầy thì người ta gọi là sư phụ. Sư là thầy, mà phụ là cha đó. Mà mình làm cha kim luôn làm mẹ, diễn hai vai luôn. Cho nên mình vừa đánh vừa thoa, mà đứa bé mới có mấy tháng để đánh cái gì. Cho nên phải thoa, cõng trên đầu thì là cái hạnh để mình làm. Nhưng mà tâm nguyện của mình là giải thoát, cái đó là một trong những tâm hạnh mà thầy cả đời làm không được.
Và đó là một trong những ví dụ trong cả trăm đứa trẻ sống bên cạnh mình trong cuộc đời của mình, để có một nụ cười mỗi ngày với lại tha nhân, để có một bài giảng nói chuyện đạo pháp với những con người đến với chùa chiền, thì đằng sau cuộc sống của thầy, thầy phải tỉnh thức. Cái đó là tâm nguyện của thầy.